đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những tin chính. Dự báo thời tiết ngày 21 tháng 9 năm 2024, gió mùa đông bắc tràn về, miền Bắc mưa to và dông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Vào khoảng đêm nay ngày 21 tháng 9, sáng sớm ngày 22 tháng 9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, 5. Ngày 22 đến ngày 23 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời trở lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Thời tiết hôm nay, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Từ chiều tối nay đến ngày 22 tháng 9, ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Ngoài ra, chiều tối và tối nay, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết ngày 22 tháng 9 chi tiết các vùng trên cả nước. Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối có nơi mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to. Cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc gió nhẹ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Đón đợt không khí lạnh đầu tiên, miền Bắc hạ hơn 10 độ kèm mưa lớn cục bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ngày 20 tháng 9, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm 21 và sáng sớm 22 tháng 9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 đến 5. Ngày 22 đến 23 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời chuyển mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, có nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, phổ biến từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Thời tiết trên biển,
Từ gần sáng ngày 22 tháng 9, ở Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ sáng sớm 22 tháng 9 đến 23 tháng 9, ở khu vực Trung Du, Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Trước đó, theo các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 ngày tới, từ 20 đến 29 tháng 9, thời tiết Bắc Bộ còn mưa lớn cục bộ kèm không khí lạnh yếu, sau giảm mưa, hửng nắng, tăng nhiệt. Cụ thể, từ ngày 20 đến 22 tháng 9, khu vực này có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Đông Bắc cấp 2 đến 3. Từ ngày 23 đến 29 tháng 9, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Khu vực Trung Bộ, bão số 4 đã suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần, nhưng hoàn lưu bão vẫn gây ra một đợt mưa rất lớn cho đất liền và các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Theo đó, ngày 20 đến 22 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ 23 đến 29 tháng 9, những khu vực trên có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Khu vực Nam Trung Bộ, từ 20 đến 29 tháng 9, duy trì hình thái ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Cũng thời kỳ này, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Thống nhất nghỉ Tết Nguyên đán 2025 9 ngày. Bộ Nội vụ đã thống nhất với đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025, Ất Tỵ. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 9 ngày liên tục từ ngày 25 tháng 1 đến 2 tháng 2 năm 2025, tức từ 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ. Với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025, Bộ Nội vụ thống nhất phương án cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày từ 30 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2025. Việc nghỉ lễ ngày chiến thắng 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 năm 2025, Bộ Nội vụ thống nhất phương án cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày từ 30 tháng 4 đến 4 tháng 5 năm 2025. Bộ Nội vụ cũng thống nhất dự thảo văn bản của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội gửi Thủ tướng Chính phủ về việc nghỉ Tết âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh, nghỉ lễ ngày chiến thắng 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2025 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trước đó, theo đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cán bộ, công chức, viên chức có thể được nghỉ 9 ngày liên tục. Sau khi lấy ý kiến các bộ, ngành, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025 là nghỉ 5 ngày theo quy định, trong đó nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Cụ thể, công chức, viên chức nghỉ Tết âm lịch 2025 từ thứ Bảy ngày 25 tháng 1 năm 2025 đến hết Chủ nhật ngày 2 tháng 2 năm 2025 dương lịch, tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ. Như vậy, với phương án này, dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2025, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 9 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ theo quy định và 4 ngày nghỉ hàng tuần. Đường sắt mở bán vé tàu Ất Tỵ từ ngày 1 tháng 10. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, từ ngày 19 đến 30 tháng 9 sẽ tiếp nhận đăng ký mua vé tập thể Ất Tỵ 2025, dự kiến mở bán vé tập thể từ ngày 1 đến 5 tháng 10. Cụ thể,
Công ty này sẽ nhận đăng ký vé tập thể cho các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, công ty, đơn vị trong ngành đường sắt. Để đăng ký, khách hàng mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, danh sách mua vé, bảng tổng hợp vé tàu Tết theo mẫu và nộp tại nhà ga trực thuộc các chi nhánh vận tải đường sắt của công ty. Số lượng đăng ký vé tập thể được công ty quy định mỗi lượt từ 5 vé trở lên. Thời gian bán vé tập thể dự kiến từ 8 giờ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 5 tháng 10. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết ngành đường sắt đang lên kế hoạch và sẽ có thông báo chính thức về thời gian mở bán vé tàu cá nhân Tết Ất Tỵ trong những ngày tới.